Việt TV Australia xin trân trọng giới thiệu dịch vụ chứng hôn nhân đầu tiên của người Việt tại Úc từ năm 1984. Nếu quý vị có nhu cầu về chứng hôn nhân, xin liên lạc ông đoàn Việt Trung qua số 0400 466 848. Xin lưu ý, theo luật của Úc, nếu muốn ký hôn thú phải báo trước một tháng. Có một loại nước mắm thuần khiết, sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà thường hạn. thân ý nghĩa Hãy luôn nhắc ta nhớ về cội Nước mắm hoàng gia tinh hoa Đức Việt Nước mắm hoàng gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau bao gồm 250ml, 500ml và 750ml Tại Sydney, Nước mắm hoàng gia đang được phân phối bởi công ty Sydney Tissue và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone 0478 807 907. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, Chiến dịch truy quét các trường cao đẳng ma tại Úc đã khiến 150 cơ sở bị đóng cửa và thêm 150 cơ sở khác bị cảnh cáo. Trong sinh hoạt chính trị, Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội hôm qua đã đệ trình Hạ viện dự luật trả tiền super cho những ai nghỉ thai sản, một bước tiến đáng kể tại Úc. Trong lĩnh vực xây dựng, thêm 4 công ty tuyên bố phá sản trong một ngày. Trong lĩnh vực hàng không, ủy hội ACCC đang theo dõi giá vé máy bay của Qantas và Virgin sau khi Bonza và Rex bị sụp đổ. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Việt Australia. Đầu tiên là tin giáo dục. Chiến dịch truy quét các trường cao đẳng ma. Trường cao đẳng ma là những cơ sở dạy nghề lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống thị thực của Úc để giúp sinh viên quốc tế làm việc thay vì học tập. Hiện có khoảng 3.800 tổ chức đào tạo đã đăng ký tại Úc. Sinh viên quốc tế có thể đăng ký một khóa học tại trường đại học, sau đó có thể bỏ khóa học đã đăng ký để tham gia một khóa học nghề rẻ hơn, nhưng họ cũng sẽ không theo học. Chính phủ cho biết khoảng 150 cơ sở ma nói trên đã bị đóng cửa sau khi 140 cơ sở đã bị cảnh cáo và được yêu cầu phải cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng trước cuối năm nay. Hơn 30% số cơ sở ma có trụ sở chính tại New South Wales, 29% ở Queensland và 19% ở Victoria. Chính phủ liên bang cho biết sẽ sử dụng các quyền hạn tăng cường để đình chỉ các nhà cung cấp giáo dục có rủi ro cao. Bộ trưởng Kỹ năng và Đào tạo Andrew Charles cho rằng những hành vi gian lận và lỗ hổng đã gây ảnh hưởng đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề trong thời gian quá dài. Cuộc truy quét diễn ra trong bối cảnh các trường đại học tại Úc chỉ trích kế hoạch hạn chế số lượng sinh viên quốc tế của chính phủ liên bang. Theo luật đề xuất, chính phủ liên bang có thể giới hạn số lượng sinh viên quốc tế có thể đăng ký một khóa học. Chính phủ cho rằng những thay đổi này là cần thiết để ngăn chặn tình trạng các nhà cung cấp bóc lột sinh viên quốc tế. Bộ Nội vụ trước đây cảnh báo rằng đã có sự gia tăng tình trạng sử dụng lĩnh vực giáo dục như một cửa sau để có thể vào Úc. Tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare đã công bố một loạt thay đổi nhằm ngăn chặn các nhà điều hành gian dối lợi dụng sinh viên để kiếm lợi nhuận. Những thay đổi này bao gồm lệnh cấm các trường trả hoa hồng cho các đại lý giúp họ lôi kéo sinh viên quốc tế từ các trường cao đẳng hoặc đại học, kiểm tra chủ sở hữu các trường cao đẳng và giám sát việc đi học của sinh viên. Tin sinh hoạt chính trị Đề xuất thay đổi về lương hưu cho cha mẹ nghỉ thai sản Đảng Lao động ngày hôm qua đã đệ trình dự luật cho phép cha mẹ trong thời kỳ nghỉ thai sản có lương sẽ được trả các khoản lương hưu tức là super do chính phủ tài trợ. Những thay đổi mang tính bước ngoặt này đã được đưa ra tại Hạ viện vào hôm qua thứ Năm, và nếu được thông qua, sẽ có hiệu lực vào năm tới và tăng đáng kể tiền tiết kiệm hưu trí đặc biệt là cho phụ nữ. Chính phủ cho biết những bậc cha mẹ đủ điều kiện có con sinh ra hoặc được nhận nuôi vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2025 sẽ nhận được khoản thanh toán bổ sung dưới dạng đóng góp và lương hưu super trị giá khoảng 12% của tổng số tiền lương mà họ nhận được. Theo Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Amanda Ridgeworth, Biện pháp này sẽ cải thiện tình hình kinh tế khi nghỉ hưu cho khoảng 180.000 gia đình mỗi năm. Bà Ritzworth đồng thời cũng nói rằng việc chính phủ đầu tư 1.1 tỷ đô la để trả tiền hưu trí cho chế độ nghỉ thai sản có lương dành cho cha mẹ là một bước quan trọng trong việc ưu tiên bình đẳng giới, vì hầu hết người nhận được chế độ lương hưu này là phụ nữ, những người sẽ có số tiền hưu trí thấp hơn so với nam giới. Theo Bộ trưởng Ritzworth thì bằng cách đầu tư và các cải cách này, Chính phủ đảm bảo các gia đình có thể tận dụng tối đa chế độ nghỉ thai sản dành cho cha mẹ và có nhiều lựa chọn linh hoạt hơn. Trong khi đó, Thủ tướng Albanese thì cho rằng sửa đổi này là chính sách hiện đại dành cho tất cả các gia đình trẻ, mang lại sự công bằng hơn cho thành phần phụ nữ. Nhóm vận động The Parenthood hôm thứ Năm đã hoan nghênh tin tức này với Giám đốc điều hành Josh Den cho biết đây là một bước tiến lớn hướng tới việc chống lại chi phí nuôi dạy con quá cao tại Úc. Theo bà Dent thì hầu hết phụ nữ Úc trung bình đã nghỉ hưu với mức lương hưu ít hơn 25% so với nam giới, kêu gọi các thành viên quốc hội ủng hộ luật này. Phát biểu với các cơ quan truyền thông, bà Dent nói rằng việc đưa vào các khoản thanh toán lương hưu sẽ củng cố rằng chế độ nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ không phải là khoản thanh toán phúc lợi mà là quyền lợi tại nơi làm việc, giống như chế độ nghỉ phép hàng năm hoặc nghỉ bệnh. Chương trình nghỉ thai sản dành cho cha mẹ hiện cung cấp cho các gia đình tới 20 tuần nghỉ phép có lương cho một đứa trẻ, cộng thêm 2 tuần dành riêng cho mỗi phụ huynh. Tin đời sống xã hội. Cơ quan giám sát người tiêu dùng đang theo dõi sau vụ sụp đổ của Bonza và Rex. Sự sụp đổ của hãng hàng không giá rẻ Bonza và tương lai bất định của hãng hàng không Rex Airlines đã để lại khoảng trống cho người tiêu dùng và trao lại nhiều quyền lực hơn cho hai hãng hàng không còn lại tại Úc là Qantas và Virgin. Tuy nhiên, Qantas và Virgin có lẽ sẽ không thể nào hoạt động tự do được, vì hôm qua, Ủy hội Bảo vệ cạnh tranh người tiêu thụ (ACCC) đã bắn một phát súng cảnh cáo cho Qantas và Virgin khi nói rằng cả hai hãng hàng không này đang theo dõi chặt chẽ về giá vé máy bay sau vụ Bona sụp đổ và tương lai bất định của Rex. Khi Rex bắt đầu bay giữa các thành phố thủ phủ tại Úc vào năm 2021, giá trên các tuyến bay đó đã giảm 25%. Cơ quan giám sát người tiêu dùng đã tái khẳng định việc theo dõi chặt chẽ Qantas và Virgin trong báo cáo về cạnh tranh hàng không nội địa được công bố vào hôm qua thứ Năm, sau khi Rex tự nguyện tham gia quản lý và hủy các tuyến bay từ thành phố này sang thành phố khác. Trước khi các nhà quản lý được triệu tập, Rex đã nêu vấn đề về cách phân bổ các khung giờ cao điểm tại sân bay và cho rằng việc có thêm nhiều chỗ hơn và những thời điểm bận rộn sẽ giúp hãng hàng không được cạnh tranh công bằng hơn. Báo cáo mới nhất của ACCC đã phát hiện ra một số giá trị trong lập trường của Rex. Tuy nhiên, báo cáo cũng nói rõ, Rex có quá ít máy bay, ít phi công và ít nhân viên để tận dụng tối đa bất kỳ vị trí bổ sung nào. Nhắc lại là tuần trước, chính phủ liên bang đã thông báo sẽ hoàn lại tiền cho những người đã mua vé máy bay với Rex nếu họ không được thay thế với các chuyến bay từ Qantas, Jetstar hoặc Virgin. Trong những năm gần đây, việc Rex mở rộng đường bay đến các thành phố lớn, cùng với sự ra mắt của Bonza Điều này có nghĩa là một tỷ lệ đáng kể hành khách bay trên các tuyến nội địa của Úc đã được hưởng lợi từ sự cạnh tranh giữa ít nhất là ba tập đoàn hàng không. Nhưng giờ đây khi Bonza và Rex đang trong quá trình quản lý thì người tiêu dùng chỉ có thể lựa chọn bay giữa hai tập đoàn hàng không là Qantas và Virgin. Đây là một sự thiệt thòi cho khách hàng vì vé máy bay có thể sẽ lại gia tăng. Tin thị trường bán lẻ IGA giảm giá cho khách hàng thanh toán bằng tiền mặt một chủ cửa hàng IGA có một mẹo hay để khuyến khích khách mua hàng bằng tiền mặt và ông hy vọng ý tưởng này sẽ được đón nhận khi cuộc tranh luận về xã hội không tiền mặt ngày càng gay gắt. Costa Zoris, chủ sở hữu chi nhánh IGA Richmond ở Tasmania, đã giảm giá 5% cho những người thanh toán bằng tiền mặt kể từ khi đại dịch COVID-19 kết thúc. Kế hoạch khuyến mãi này dường như đã có hiệu lực sau khi khách hàng phát hiện ra rằng hầu hết các giao dịch mua bằng thẻ đều phải chịu một loại chi phí giao dịch ẩn. Ông Zaris cho biết, những khách hàng lớn tuổi có vẻ rất thích chương trình này vì họ là thành phần ít khi nào sử dụng thẻ để mua sắm, trong khi những người ở độ tuổi 30 và 40 cũng bắt đầu hứng thú với việc mua sắm bằng tiền mặt khi có thể tiết kiệm được 5% mỗi hóa đơn mua sắm. Tin sinh hoạt kinh tế. Thêm 4 công ty xây dựng sụp đổ trong một ngày. Vào thứ Ba vừa qua, một loạt gồm 4 công ty xây dựng tại New South Wales đã bị sụp đổ sau nhiều tháng bị đình chỉ hoạt động vì lo ngại về sự an toàn, khiến hơn 20 dự án xây dựng lâm vào tình trạng bấp bênh. Bốn công ty này là Android Constructions, Maximus Builders, Maxim Builders và Maxus Builders. Các công ty này có vẻ như có liên quan vì tất cả đều được đăng ký tại một địa chỉ ở Wright, và đây cũng là địa chỉ của giám đốc duy nhất trong cả bốn công ty. Ông Bruce Gleeson của công ty tài chính Jones Partners đã tiếp quản vị trí thanh lý bốn công ty này và nói với hãng tin news.com.au rằng 25 dự án đang bị đe dọa khi bốn công ty này phá sản. Trước đó vào tháng 1 năm nay, Maximus Builders đã nhận được lệnh dừng thi công từ ủy ban xây dựng New South Wales sau khi các thanh tra viên kiểm tra một công trường xây dựng nhà ở tại Newcastle và lo ngại về những gì họ đã nhìn thấy. Theo các thanh tra viên, thì công trình xây dựng này đã không tuân thủ đúng yêu cầu về an toàn khi mà kết cấu của tòa nhà bao gồm khung gỗ, rào chắn xung quanh không đúng chuẩn, trong khi công trình thoát nước chưa được lắp đặt. Theo kế hoạch đã thỏa thuận và mái kim loại cũng không được lắp đặt theo đúng mục đích. Theo phân tích của cơ quan quản lý công ty, gần 3.000 công ty xây dựng đã trở thành xác chết của công ty trong 12 tháng qua. Sự sụp đổ hàng loạt của các công ty xây dựng thường là dấu hiệu đầu tiên của một nền kinh tế đang gặp khó khăn, vì những công ty xây dựng này hoạt động với biên lợi nhuận eo hẹp và dựa vào giá chuỗi cung ứng giữ nguyên. Vì vậy, ngay cả một thay đổi nhỏ cũng khiến nhiều công ty trong số họ chuyển từ có lãi sang thua lỗ và hiện tại giá cả trên toàn bộ chuỗi cung ứng đang tăng vọt. Sau đây là tin từ Queensland. Thêm một công nhân tử vong tại mỏ Baiyerun. Một cuộc điều tra an toàn với quy mô lớn đang được tiến hành sau so cái chết của một công nhân tại mỏ Bowen Basin ở Queensland. Đây là trường hợp tử vong thứ hai trong vòng chưa đầy 3 tuần tại khu mỏ này. Tai nạn đã xảy ra vào hôm qua thứ năm tại mỏ Byron sau khi một xe tải chở hàng được cho đã đã va chạm với một xe khác. Các nhân viên y tế và cảnh sát đã được gọi đến câu trưởng, nơi một người được phát hiện đã bị thương nặng. Sau đó, người công nhân được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường. Đây là trường hợp tử vong thứ nhì tại mỏ Byron chỉ trong vòng 3 tuần lễ. Trước đó, vào ngày 3 tháng 8, Chris Loss, 48 tuổi, một người cha của năm đứa trẻ đã thiệt mạng sau khi bị cần cầu đâm vào người. Ông Schloss đã bị thương nặng và được tuyên bố đã tử vong không lâu sau đó. Cơ quan An toàn và Sức khỏe Tài nguyên Queensland, gọi tắt là ASHQ, sẽ tiến hành điều tra toàn diện khu mỏ này sau khi nhận được báo cáo về trường hợp tử vong thứ nhì ngày hôm qua. Cuối cùng là tin từ Sydney. Hai người bị thương sau khi máy bay hạng nhẹ rơi tại Bosley Park. Những người chứng kiến đã vô cùng sửng sốt sau khi một chiếc máy bay hạng nhẹ đâm vào một sân vận động tại Bosley Park, gần một trường tiểu học ở khu vực Greater Western Sydney. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến đường Reswell ở Bosley Park vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều hôm qua thứ Năm. Tại đây, cảnh sát đã tìm thấy chiếc máy bay hạng nhẹ trên một cái cây. Hầu hết mọi người chứng kiến vụ tai nạn đều đã sửng sốt khi hai người trên máy bay chỉ bị thương nhẹ mà thôi, gồm một nam phi công 37 tuổi và một hành khách nữ 34 tuổi. Cả hai đã được các nhân viên y tế điều trị các vết thương nhẹ tại hiện trường. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.